Vâng, xin chào các bạn đến với Việt Devil, kênh kinh dành cho cộng đồng fan MU Việt Nam. Mình là Cổ Đỏ và hôm nay là video bình luận trước trận đấu giữa Manchester United và Southampton trong khuôn khổ Premier League. Thì ở đây cùng với mình thì có Big Five và Lucky. Và bên cạnh đấy thì bọn mình cũng sẽ lại có một bản hợp đồng mới. Chung là tại vì Việt Devil là một cái kênh bọn mình luôn hướng đến cái sự phát triển liên tục và thay đổi bản thân và làm mới bản thân, chứ không phải là như cái câu lạc bộ Manchester United ở cái thời điểm này. Không phải như con đấy, đợi dài cổ không có cái bản hợp đồng nào, trong khi đấy bọn mình thì liên tục có những cái bản hợp đồng mới. Nói chung là bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, thì bọn mình sẽ giới thiệu ngay bản hợp đồng mới của bọn mình. Đấy là bạn bạn này có nickname là Cá Sấu. Đấy, thì là bạn ấy tự đặt cho mình nickname như thế. Hey, hello em. Xin chào mọi người. Bây giờ là mình sẽ vào phần giới thiệu phải không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Và em đấy, thế đây bạn Cá Sấu là bản hợp đồng mới nhất của Viettravel. Thì cũng lại là một bạn nữ nữa. Đấy, thì bọn mình cũng rất là cảm ơn là các bạn nữ đã liên tục gửi về những cái bản đăng ký và muốn đóng góp xây dựng cho cộng đồng. Thì bây giờ em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình. Dạ vâng ạ. Phew. Xin chào tất cả những người xem của Việt Devils. Mình là Anh Thương và mọi người có thể còn biết mình bé dây là Cá Sấu. Và hôm nay mình rất là vinh dự để có thể được tham gia buổi match prediction cùng với những hot rất là đáng yêu ở đây. Và mình mong với sự hiện diện của mình thì MU sẽ có được một trận thắng đầu tiên trong tháng 2 này. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Đấy, thì đấy, rất là cảm ơn Cá Sấu đã tham gia cái buổi match prediction này và hy vọng là em sẽ tiếp tục tham gia và đóng góp cùng với Việt Devils. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn với cái bình luận trước trận đấu này. Thì nói chung là sau những cái trận đấu kết quả khá là bết bát gần đây của MU thì hiện tại thì bản thân mình thì nó cảm cái cảm giác trước khi xem mỗi trận đấu, trước khi xem MU thi đấu, bây giờ nó không còn cái cảm giác gọi là quá là háo hức và để mong đợi một cái trận đấu gọi là mãn nhãn nữa, mà bây giờ nó gần như là kiểu như là bị mất cảm với những cái màn trình diễn gần đây rồi, cho nên là cái cảm xúc hiện tại là nó không 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 quá là dạt dào nữa. Đấy, thì không biết là những bạn khác thì cảm thấy như nào, ví dụ như là Big Five thì bây giờ là trước mỗi trận đấu của MU thì em cảm xúc của em nó như thế nào? Như hồi trước ấy thì trước khi đến với mỗi trận đấu của MU thì em thường xem là đối thủ là ai rồi mạnh yếu, xong rồi em sẽ dự đoán được cái à là em nhìn trước cái lối chơi và cái trận đấu đấy nó sẽ diễn ra như thế nào. Ví dụ đá với Man City thì chúng ta sẽ thủ, rồi đá với lại những đội như Burnley chúng ta sẽ ép sân đấy. Nhưng mà cảm thấy là dạo gần đây thì đá đội nào cũng như đội nào, đá đội nào cũng như là Chelsea, Liverpool hết đấy. Đây là cứ coi như cuối tuần nào chúng ta cũng được đấu một trận big match đi. Trận đội nào giờ đấu với MU cũng thành Man City, Liverpool rồi đấy. Nên là đấy, vấn đề của chúng ta là giờ MU chúng ta ngày xưa thì nghĩ là MU sẽ thắng bao nhiêu, thắng cách biệt bao nhiêu bàn, giờ chúng ta chỉ cần nghĩ là chúng ta có được điểm ra về hay không đấy. Là một cái nhìn cũng tương đối là khá là bi quan trong những cái bối cảnh này. Lucky, em thì cảm thấy những cái chuỗi trận gần đây của MU như thế nào? Rõ ràng là với tư cách là một fan của Manchester United, là một trong những đội bóng mà có cái dấu truyền thống nhất tại không chỉ nước Anh, có lẽ là cả châu Âu và cả thế giới nữa, thì rõ ràng là cái phong độ gần đây của MU, nhất là với kỳ vọng chúng ta ở đầu mùa giải, đúng không? Vì vậy có thể cạnh tranh mọi danh hiệu truyền thông bơm thổi lên về cái chất lượng của những cầu thủ của chúng ta đang có trong tay và những gì thể hiện nhận lại được từ đầu mùa giải cho đến bây giờ, đó rõ ràng là một sự thất vọng rất là lớn. Và đúng là bây giờ thì em cũng dần dần trở nên vô cảm về đội bóng. Đấy là một điều mà em cũng phải chia sẻ thật. Thì đầu mùa mình thua vài trận, mình còn cảm thấy bực bội, tức tối, rất là cay cú. Nhưng mà thực sự vào thời điểm này thì bất kỳ một cái kết quả nào xảy đến nó cũng như là một lẽ tất nhiên thôi với những gì mà chúng ta trình diễn ở trên sân. Và rõ ràng là thôi thì mình vẫn phải tiếp tục theo dõi và cổ vũ đội bóng mình yêu ở trong trận đấu tiếp theo để xem là có liệu là có những cái biến chuyển thì nó tích cực xảy ra hay không. Vì mình đã lơ yêu cái đội bóng này rồi thì có lẽ là cũng rất là khó để bỏ. Thì bây giờ đến Cá Sấu thì em có chia sẻ là em cũng mới trở thành một fan của Manchester United gần đây thôi.
Tức là em nói là từ khi Ronaldo trở về Manchester United. Đấy, thế thì anh nghĩ là với cái góc nhìn của một cổ động viên tương đối là mới so với những người khác ở Viettravos, tại vì kể cả Lucky Big Five mặc dù là rất trẻ thì cũng đã theo dõi MU cũng tương đối là lâu rồi. Đấy thì bản thân em thì hiện tại thì em có những cái kỳ vọng gì đối với MU ở trong mùa giải này cũng như là trong cái trận đấu sắp tới này? Bởi vì là một fan mới của MU cho nên là em không được trải qua những cái thời kỳ hoàng kim nhất của MU. Tuy nhiên thì em đến với MU bởi vì là MU cho em rất là nhiều cảm xúc, nhưng mà bây hiện tại á, là cảm xúc của em bây giờ là chỉ có hồi hộp và hiện tại thì thất vọng là hơi nhiều hơn một tí. Nhưng mà với em thì sự hấp dẫn của MU vẫn còn hiện diện ở đó, và cho dù là trận đấu là 3 giờ sáng hay là mấy giờ sáng thì em vẫn thức và xem từ đầu đến cuối, và vẫn là nguyên một cái nói chung là em rất là thích những cái drama, và MU đúng là một cái câu lạc bộ drama nhất mà em từng biết luôn. Và đó, gu của em, mà em nói rồi mà, yêu là ngu nhưng mà đúng gu thì ngu cũng chịu mà thôi. Một cái chia sẻ rất lòng đến từ các bạn cá sấu. Đấy, thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ vào luôn về cái dự đoán cái đội hình, hay với cả dự đoán để đầu tiên là những cái thông tin liên quan đến chấn thương và những cái phát biểu từ cái buổi họp báo của huấn luyện viên Rangnick. Thì nói chung là mình thì cũng có xem qua một chút và đọc qua những cái thông tin liên quan về chấn thương và những cầu thủ mà không thể ra sân được. Thì trong trận đấu này thì chắc chắn là có những cầu thủ như là Eric Bailly thì vẫn bị chấn thương. Xong rồi Fred thì vẫn đang bị Covid. Telles thì đã bình phục khỏi Covid rồi và có thể sẽ tham gia được. Đấy, và Matic thì cứ như là cũng vẫn đang bị chấn thương. Thì đấy là những cái tên mà chắc chắn và hoặc là có thể sẽ không tham gia được trận đấu này. Ngoài ra thì Greenwood như chúng ta đã biết thì vẫn đang không được tham gia tập luyện cùng đội bóng. Còn lại thì những cái tên khác thì vẫn sẽ sẵn sàng ra sân. Đấy, thì với những cái cơ sở này thì chúng ta sẽ bắt đầu để chúng ta sẽ đi vào luôn để cái dự đoán cái đầu tiên là dự đoán đội hình trước đi. Thì Lucky thì theo em thì chúng ta sẽ tiếp tục đá với đội hình 4-2-3-1 hay là thế nào? Em nghĩ là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đá. À, trước tiên em hỏi mình có nói về đội đội bạn không ạ? À đúng rồi, quên quên Mình có nói về Southampton. quên quên mất là Southampton. Đấy, nói chung là Southampton thì cũng là một đội mà cũng vừa trải qua một trận đấu giữa tuần rất là gay cấn và đã giành được chiến thắng 3-2 trước Tottenham. Đấy, thì đây là một đội bóng mà chúng ta đã từng chiến thắng 9-0 ở mùa giải năm ngoái này, đúng không? Đấy, thì nói chung là chúng ta thì chắc chắn là không hy vọng Không. cái tỷ số này nó sẽ lại diễn ra ở trong trận đấu ngày mai. Nhưng mà lực lượng của Southampton thì theo anh được biết thì nó cũng tương đối là có một vài cầu thủ bị chấn thương thôi, nhưng mà như là cũng không quá là nghiêm trọng. Đấy, ngoài ra là họ vẫn có tương đối là được những cầu thủ quan trọng nhất như là James Ward-Prowse, xong rồi đấy, những cầu thủ tiền đạo Che Adams hay là đấy, những cầu thủ khác. Cái thì còn đấy thì Lucky nếu em có những thông tin gì khác thì em có thể chia sẻ thêm về Southampton. Southampton thì vào lúc này họ đang là một đội bóng đúng nghĩa của một đội mid table, một đội giữa trên bảng xếp hạng luôn. Họ đang đứng thứ 10 với 6 thắng 10 hòa 7 thua và 28 điểm. Đây là những thông số của một đội giữa bảng thôi, nhưng mà nếu mà nhìn vào cái phong độ gần đây của họ ở trong, nếu mà so phong độ 10 trận đấu gần nhất của Southampton và so với Manchester United thì cả hai đội bóng thì chúng ta sẽ đều thấy là họ có một kết quả chung, một kết quả đấy là 5 thắng 3 hòa và 2 trận thua. Tuy nhiên ý, thì trong 10 cái trận đấu gần nhất của bên phía Southampton này, thì họ có đếm xem là có một trận gặp Arsenal này, một trận gặp West Ham này mà thắng ở West Ham, hai trận gặp Tottenham và trong đấy có một trận thắng, một trận hòa. Đó, chúng ta cũng phải cảm ơn họ vì đã ngáng được hai cái đối thủ này, và còn có một trận hòa với Man City nữa. Tức là trong 10 cái trận đấu gần đây thì những đối thủ của Southampton thực sự là rất là khó nha. Trong khi đấy thì MU thì trong chiều ngược lại, MU thậm chí gặp toàn những cái đối thủ mà đang phải cạnh tranh nhóm xuống hạng, ví dụ như là Norwich, Newcastle, Burnley, và những đối thủ khác thì cũng chỉ thuộc dạng tầm trung thôi, ví dụ như Aston Villa hay là Brentford hay là Wolves chẳng hạn. Đấy, thì nó thể hiện một điều rất rõ ràng, đấy là phong độ của Southampton ở trong một cái chuỗi 10 trận là một cái chuỗi không hề ngắn một chút nào cả, là đang nhìn hơn so với MU. Theo em nghĩ là như vậy, và rõ ràng như như anh cổ đỏ đã nói về tỷ số 9-0 ở trong trận đấu mùa giải năm ngoài, chắc chắn các học trò của Arsene Wenger sẽ
muốn có một sự báo thù tại Old Trafford lần này, họ muốn lấy lại danh dự của mình. Và vì thế thì đây là một trận đấu rất, một lần nữa một trận đấu rất căng cho MU. Và có một điều thú vị là cái ông huấn luyện viên của Southampton này thì cũng đã từng có cái thời gian làm việc cùng với Ralf Rangnick, và cũng chắc chắn là sẽ có một cái sự hiểu biết nhất định đối với Ralf Rangnick và những cái ý đồ của ông ta. Thì Big Five, em có cái nhận xét gì không về cái mối liên hệ giữa hai huấn luyện viên này, và có thể nó sẽ đem đến cái điều gì đối với cái trận đấu này? Em được biết thì Ralf Rangnick là người đã đưa Rasmus Højlund về Leipzig, và đã có hai người đã có 2 năm làm việc chung với nhau tại câu lạc bộ này. Với một người rất là ngưỡng mộ và theo cái trường phái tấn bóng đá của Ralf Rangnick. Và như em được biết thì Southampton cũng hay ra sân với đội hình 4-2-2. Đấy nên là với một cái người đã tiếp thu được cái triết lý của huấn luyện viên người Đức rồi, thì Rafael Sohut sẽ có một cái sự hiểu biết nhất định về lối chơi của Rafael, và đây cũng là điều đáng lo ngại. Và em cũng muốn nói thêm một tí về cái phong độ hiện giờ của Southampton, là mặc dù là chúng ta thấy là đội bóng của họ trong thời gian gần đây đã có phong độ cũng không có nỗi đến nỗi nào tệ, nhưng mà cái khả năng phòng ngự của họ là cái phần mà em muốn nói tới nhất. Tại vì họ không thể nào giữ sạch lưới, họ giữ sạch màn lưới của họ trong vòng 14 trận liên tục. 14 trận liên tục họ bị thủng lưới ít nhất một bàn trong một trận đấu của họ. Và trong 7 trận sân khách gần nhất, trận này họ phải đá trên Old Trafford, 7 trận sân khách gần nhất là họ đã thủng lưới ít nhất 2 bàn mỗi trận. Đấy. Và 14 trong 3 trận gần nhất thì họ đã thủng lưới tới 14 bàn rồi. Đó nên là em muốn lưu tâm tới cái khả năng phòng ngự của họ thì tại thì không có tốt, và có thể những điểm số gần đây của họ là nhờ cái hàng công bén hơn so với là cái phòng thủ là nó bền vững. Một cái nhận xét rất đáng quan tâm, tại vì cái khả năng phòng ngự của đối phương thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là hàng công của MU có thể là tận dụng cơ hội tốt hơn hay là có nhiều cơ hội hơn. Tại vì như chúng ta đã biết gần đây là vấn đề của MU là cái khả năng tận dụng cơ hội rất là kém. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái phần bình luận dự đoán đội hình ra sân của MU. Đấy, thì bây giờ để cho Cá Sấu bình luận trước. Thế bây giờ theo em thì là hàng phòng ngự, vị trí thủ môn và 4 vị trí hậu vệ thì của MU sẽ là những cái tên nào? Dạ vâng. Dạ vâng, theo em thì thủ môn thì tất nhiên là De Gea là một cái vị trí mà bất khả xâm phạm rồi. Thì 4 vị trí em nghĩ là sẽ không có nhiều cái sự thay đổi. Em nghĩ sẽ là vẫn là Varane, và em không muốn mắc gai hôm nay là được đá chính. Tất nhiên là như vậy rồi, bây giờ ai cũng rất là bức xúc với việc của với những cái lỗi lầm của mắc gai, nhưng mà cho nên là em sẽ nghĩ là Varane và Lindelof. Em mong muốn là như vậy mà, bởi vì Lindelof thì cũng chỉ mới là quay lại thôi, mới quay lại tập luyện thôi, thì em không biết là có đủ thể lực để có thể đá chính hay không, nhưng mà em vẫn mong điều này. Và ở hai cánh thì là sẽ là Dalo ở cánh phải và là Sò ở cánh trái. Đó là suy nghĩ của em. Nói chung thì anh thì cũng đồng tình với việc là nên để cho Varane và Lindelof đá, tại vì mặc ngoài dạo này đúng là thể hiện một cái phong độ không thể nào mà kém hơn được. Đấy, tức là cái giá trị chuyển nhượng của Maguire bây giờ thậm chí nó còn tụt đến phải 20 triệu bảng thôi, thậm chí là dưới cả 20 triệu bảng. Trong khi đấy là MU đã mua Maguire với giá là 80 triệu bảng. Đấy, nói chung là đây là cái thông số nó rất là tệ hại đối với một cái cầu thủ như là Maguire. Còn vị trí trung vệ như Lindelof thì cũng có khả năng là cũng thay đổi ra sân, tại vì Lindelof cũng đã nghỉ, cũng đã trở lại cũng được một thời gian rồi. Một vài trận vừa rồi thì cũng không được đá chính, nên cho nên là khả năng Lindelof ra sân cũng tương đối là cao. Nhưng mà còn trường hợp của Shaw và Telles thì mặc dù Telles mới trở lại sau Covid đấy, nhưng mà lucky nên nếu như là em, nếu như mà em được chọn giữa Shaw và Telles trận này thì em đã chọn ai? Nếu chọn giữa Shaw và Telles thì em sẽ chọn Shaw, vì em nghĩ là ở trên phương diện tấn công, trên phương diện phòng ngự có thể chưa xét đến, nhưng còn trên phương diện tấn công thì với những cái khả năng mà Shaw có thể làm được ở trên hàng công, với khả năng build up mà chúng ta thấy rất rõ với cái cầu thủ winger, bất kể đó là Rashford hay là Sancho, thậm chí có thể có những cái pha xâm nhập thẳng vào trung lộ, tung ra cú dứt điểm chẳng hạn, là những cái thứ mà thể hiện bộ châu bộ kỹ năng
Về mặt tấn công của Shaw ít nhất nó tốt hơn so với Telles. Như Big Five cũng đã nói về cái khả năng phòng ngự nó chưa thực sự ổn của bên phía Southampton, nhất là khi họ phải làm khách, thì em muốn MU sẽ tập trung vào điểm này để có thể tấn công một cách mạnh mẽ nhất. Còn em muốn nói về hai vị trung vệ, tất nhiên tất cả chúng ta đều không muốn thấy Maguire trong trận này, nhưng mà thật sự em khi em nghe tức là trong cái buổi trả lời họp báo của Ralph Rangnick thì có một câu hỏi về Harry Maguire, và em không biết là mọi người có cảm nhận giống em không, nhưng mà em có cảm giác như có một thế lực nào đấy đang chi phối để khiến cho ông Ralph, ông ấy, em không biết, tức là ông Ralph, ông ấy nói với chủ của Maguire, ông ấy nói là Maguire bị chấn thương đúng không, sau đấy khoảng 2,5 tuần, sau đấy quay lại đá trong trận West Ham rất tốt, và sau đấy đến trận Middlesbrough thì đối phương cũng không cho đối phương nhiều cơ hội, và đến trận Burnley thì ông nói kiểu qua loa, nói là pha bàn thua đó là chúng tôi đã không làm tốt, là chúng tôi đã để cho Whitehorse vượt qua, chúng tôi đã để cho quả bóng đến chân của Jay Rodriguez, và nói chung là nó là một sự mà một điều mà ông ấy đã không nói thẳng vào vấn đề của Maguire. Và sau đấy thì ông ấy kết luận bằng một câu là như các anh có thể thấy thì Maguire đã chơi tốt trong trận West Ham, và tôi nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục phong độ đấy trong trận đấu với cả Southampton sắp tới. Dựa vào những gì mà ông ấy nói thì em nghĩ là khả năng là Maguire vẫn sẽ mang đội trưởng ở trận tới ngay trong mùa. Đấy là mặc dù em không muốn điều đấy, rất là rõ. Đây là những cái nhận xét mà sẽ khiến tất cả fan MU thật sự là mất ăn mất ngủ, tại vì chúng ta mà cứ nhìn thấy cái mặt Maguire thêm vài trận đấu nữa thì chắc là cũng phải nhồi máu cơ tim. Thì Big Five, em có bổ sung gì về cái vị trí hàng hậu vệ không, hay là em muốn đề cập đến hai vị trí số 6? Cái vị trí duy nhất mà chúng ta cần lưu tâm là về cái cánh trái của chúng ta có sự cạnh tranh, còn ba vị trí còn lại chúng ta không còn bàn cãi thêm gì nữa, không thể thay thế ai được nữa. Thì em cũng đồng ý với là Lucky thôi, thì cái phong độ, mặc dù là phong độ của MU gần đây là khá tệ, nhưng mà chúng ta có thể thấy Luxor là một trong số hiếm những một số số ít các cầu thủ MU trong các trận đấu vừa rồi thi đấu trên mức trung bình, và còn có những trận đấu mà anh ta là cầu thủ build up chính, không phải là build up chính mà là cầu thủ có tạo ra rất là nhiều cơ hội cho đội bóng và luôn có một phong độ rất là ổn định, chứ không có phải như là những cầu thủ khác. Thì ấy, cái khả năng kéo bóng xong rồi tấn công và xâm nhập vòng cấm của Luxor cũng tốt hơn Telles. Telles chúng ta nhìn vậy thôi chứ anh ta có khả năng tấn công cũng không có đến cái khả năng gọi là tốt để mà người ta khen. Anh ta tạt những quả bóng đôi khi là cầu Âu và cầu may. Đấy, nên là với một lúc đối thủ yếu về phòng ngự như là Southampton thì chúng ta nên để một cầu thủ có khả năng tấn công mạnh hơn như là Luxor. Đấy, đó là lựa chọn của em ở cánh trái như là Lucky thôi. Thế nhưng mà hàng thủ thì chúng ta cũng khá là thống nhất thôi, tại vì không có quá nhiều các phương án khác. Đấy, tiếp theo là hai cái vị trí tiền vệ phòng ngự, vị trí số 6. Thì thực ra hai vị trí này thì nó còn dễ dự đoán hơn, tại vì trận đấu này là chúng ta đã không có Matic rồi, cũng không có Fred nữa, thì chắc chắn sẽ là McTominay và Pogba thôi. Thì anh không nghĩ là còn cái tên nào khác có thể xuất hiện ở trong hai vị trí này. Thì Big Five, em có ý kiến gì khác không? Theo được biết thì đội hình của MU bây giờ chỉ thiếu vắng mỗi Eric Bailly là chắc chắn không ra sân, và Greenwood nữa. Còn Matic thì em nghe thông tin ở trên mạng em cũng thu thập được thì Matic cũng đã hoàn toàn có thể ra sân trong trận đấu này. Và nếu như mà thông tin đó là thật đó, thì em mong là chắc chắn là Matic phải ra sân trong trận đấu này. Cái khả năng bao quát và cái cảm quan không gian của anh ta nó rất là tốt so với lại McTominay. Và cái điều duy nhất mà khiến anh ta không thể thi đấu tốt nó chỉ là cái thể lực và cái tuổi tác của anh ta thôi, còn tất cả mọi thứ như là phân phối bóng hay là đánh chặn hay là cảm quan về không gian thì anh ta vẫn đang rất là không có thua kém bất kỳ ai. Đấy, cái khả năng của anh ta nó phù hợp là cầu thủ, em nghĩ là cầu thủ số 6 duy nhất của MU ở trong đội hình đó. Nên là nếu như mà Matic đủ thể lực ra sân, em mong muốn là cầu thủ này sẽ có thể hỗ trợ cho hai cầu thủ phía trên, rất có thể là Pogba và Bruno. Ok, thì em thì có nhận định gì về cái vị trí tiền vệ trung tâm của MU? Em nghĩ là em cũng đồng ý với anh là sẽ là Pogba và ai quên ta?
Bảo bảo ai nhỉ? Tôi mình mắc tôi mình đây. Tích à? À, anh của đâu? Đấy. Thì tại vì là Fred thì có thông tin là vẫn là đang bị COVID, còn Matic thì cũng có thông tin là vẫn đang bị chấn thương. Thì nói chung là vừa có tin là đang chấn thương, nhưng mà Big Five thì cũng nói là cũng đã có tin là Matic cũng có thể thi đấu rồi. Đấy, thì nói chung là cái trường hợp của Matic thì chúng ta không chắc chắn được. Thì thực ra chắc chắn chỉ mỗi những cái tên là McTominay thôi. Còn cái người đấy đã cùng với McTominay thì có thể là ai thì chúng ta cũng chưa biết được. Đấy. Lucky, nếu là em thì em đã chọn ai? Matic hay là Matic đã cặp với Pogba, hay là Matic đã cặp với McTominay, hay là McTominay với Pogba? Em ước là Matic trẻ thêm chục tuổi thì cái lựa chọn này nó quá là đơn giản. Thật sự luôn. Em nghĩ là Matic cũng không phải là một cầu thủ đến cái nỗi mà không thể nhét anh ấy vào, như em nói ở trong cái video lần trước chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta có 28 ngày trong tháng 2 này với 7 trận đấu thì 4 ngày một trận, và sẽ phải có một cái trận đấu nào đấy mà em nghĩ Matic có thể có một cái giá trị sử dụng nào đấy cho cái đội bóng của chúng ta chẳng hạn. Đấy, thì nó có thể là trận đấu này hoặc nó có thể là một trận đấu nào khác trong số những trận đấu đấy. Nhưng mà cái một điều mà em muốn suy nghĩ là như thế này, tức là em mong muốn thấy một cái sự ổn định về mặt lối chơi của MU trong toàn bộ thời gian của trận đấu. Và em nghĩ là nếu mà bây giờ cho Matic vào đá được 60-70 phút và sau đấy thì ông ấy rời sân, McTominay vào và tình hình nó lại tệ đi, thì em không chắc lắm là em có muốn thấy cái điều đấy xảy ra hay không. Đấy. Thì nhưng mà ở một chiều hướng khác thì Southampton là một cái đội đá tuyến hai khá là hay. Họ cũng tận dụng được rất nhiều cái điểm ở tuyến hai, và McTominay hay là Fred hay bất kỳ một cầu thủ khác của MU, họ luôn gặp cái vấn đề về cái khả năng chọn vị trí. Có những lúc họ sẽ lùi về quá sâu, có những lúc họ sẽ lao lên quá là mạnh mẽ ở phía trên, và đến việc là để hỏng một cái tuyến hai quá là rộng. Nên là nói chung là em ước là Matic trẻ thêm 10 tuổi thì sẽ dễ chọn hơn nhiều, nhưng mà ở trong trận này thì em nghĩ là em sẽ chọn McTominay. Tức là em chọn McTominay. Thì chắc là em chọn McTominay và Pogba đúng không? Em sẽ chọn McTominay và Pogba, và em sẽ để Matic cho trận đấu tiếp theo. Nói chung là cái vị trí này thì cũng không phải là quá là dễ đoán, nên chúng ta cứ coi như thế này, tức là McTominay với hoặc là Matic với Pogba. Ở trên thì chắc chắn vẫn là Bruno rồi. Thì bây giờ đến hai cái vị trí ở hai cánh. Thì nói chung là hiện tại thì thật sự là cũng không có quá nhiều lựa chọn nữa, tại vì chúng ta đã cho mượn đi quá là nhiều cầu thủ rồi. Những cầu thủ có thể đá cánh được, và những cầu thủ còn lại thì có thể là có Lingard, nhưng mà Lingard thì chắc chắn là không có cái cửa nào để xuất phát rồi, cho nên là cũng chỉ còn có Sancho và Rashford thôi, có thể là Elanga. Thì bản thân anh thì sẽ chọn chắc là vẫn sẽ chọn Sancho và Rashford để hai vị trí đá cánh. Đấy, còn hạn như là đây, cá sấu em sẽ lựa chọn hai cầu thủ nào đá cánh ở MU. Về cánh trái thì em đồng ý với anh là mình sẽ Sancho tất nhiên là sẽ đá chính rồi. Còn về cánh phải thì em không muốn là Rashford đá chính, mà em muốn chọn là Elanga. Bởi vì là em nhìn thấy là hai trận gần đây thì Rashford là thể hiện là không được tốt. Và em thấy là Rashford mà khi mà vào sân từ băng ghế dự bị á, thì tốc độ của anh ấy thì và thế lực của anh ấy sẽ tạo ra cái sự đột biến, giống như là trận West Ham, một trận đấu mà rất là cảm xúc của mình. Và Elanga là một người là hỗ trợ phòng ngự tầm cao rất là tốt, và có một lô đá rất là tập thể, tích cực pressing. Và em thấy là điều này là sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho tiền đạo cắm ở trên. Và em nghĩ là mình sẽ chọn Elanga hơn là Rashford. Một cái nhận định cũng rất là hay của cá sấu. Big Five, em thì sẽ chọn lựa chọn hai cái tên nào? Em cũng hoàn toàn đồng ý với cá sấu thôi. Tại vì chúng ta thấy là phong độ của Rashford gần đây rất là tệ, chứ không thể nào tệ hơn được nữa. Một trong những cầu thủ tệ nhất trong đội MU trong thời gian gần đây. Nhưng mà em mong muốn là Sancho sẽ đá ở cánh phải để tăng cường cái sự gọi là cái sức ép của mình bên cánh phải. Thì chúng ta biết là MU đang bây giờ đang liệt cánh phải rồi. Đấy, thì
với Dalot và Sancho, mới mong chúng ta sẽ để xuyên phá được cánh phải của Southampton. Ở bên cánh trái thì Elanga thì chúng ta biết là anh ta thường xuyên đá ở vị trí đó rồi, anh ta cũng đã có một số trận đấu đá ở đó và anh ta cũng đã quen với cái nhịp thi đấu rồi, thì không không có lý do gì để mà tiếp tục cho anh ta ngồi dự bị hết, vì chúng ta biết là Rashford sau khi vào sân anh ta có cái thể lực như là các số nói, và hai cái trận đấu mà anh ta ghi bàn là trận đấu với West Ham và trận đấu với lại Brentford, là hai trận đấu anh ta vào sân và anh ta duy nhất là hai trận đấu anh ta ghi bàn ấy, thì chúng ta có thể tận dụng điều đó từ Rashford. Và một điều nữa là Sancho và Elanga là cái món cầu thủ chơi theo kiểu như là có thể đóng vai để mà kiến tạo lối chơi cho tiền đạo cắm của chúng ta, chắc chắn 99,99% là Cristiano Ronaldo rồi ấy, thì chúng ta cần những người làm nền như là Elanga, Sancho và phía sau còn cả Pogba và Bruno ấy, thì với những cái hồi nổ đó thì chúng ta có thể cung cấp đủ bóng cho Ronaldo, không như là Rashford hay là trước kia là ông Greenwood cứ cầm bóng là thấy sút đấy, nên là Elanga và Sancho thì hai người này em nghĩ là hai người phù hợp nhất để đá chính ở thời điểm hiện tại. Lucky, em có muốn bổ sung gì không? Thật ra là Big Five và chị cá sấu thì cũng đưa ra những cái lựa chọn của mình mà em cũng hoàn toàn đồng ý thôi, và thực ra là họ cũng nói hầu hết cái ý của em rồi. Em chỉ muốn bổ sung thêm một cái duy nhất, đấy là với những cái mẫu cầu thủ như Elanga, Rashford thì có cảm giác như là những cái cầu thủ wingback ở đằng sau thì người ta cũng sẽ dễ có thể có thêm cái tình huống overlap hơn, và đó là một cái bài tấn công nữa hơn của MU để tiếp tục tạo ra sự đa dạng và có thể tiếp tục tấn công vào cái hàng thủ mà không thực sự chắc chắn của bên phía Southampton. Thì đấy là tất cả ý của em thôi. Em nghĩ là với phong độ của Rashford thì thực sự là nên để anh ấy có cái dự bị, và đấy sẽ là cách tốt nhất để anh ấy có thể lấy lại phong độ của mình. Nói chung là chúng ta thì cũng tương đối là thống nhất, hai vị trí đá cánh là Elanga và Sancho. Thế còn vị trí tiền đạo cắm thì Ronaldo thì đã không xuất phát ở cái trận đấu vừa rồi, cho nên trận đấu này thì chắc Ronaldo sẽ phải xuất phát thôi. Tại vì Ronaldo không thể nào ngồi dự bị hai trận liên tiếp được. Đấy, nói chung là đội hình của chúng ta thì cũng tương đối là cũng dễ đoán thôi, tại vì cũng không có quá nhiều con người để mà bình luận để thay đổi đấy, hoặc là có thể là suy luận có thể bảo là để Rashford đá vị trí tiền đạo cắm thì cái đấy chắc nó không xảy ra. Đấy. Lingard thì vấn đề của Lingard thì cũng không biết là đến bao giờ Lingard mới được xỏ giày vào sân nữa. Đấy. Không hiểu sao Lingard vẫn còn ngồi đây ở câu lạc bộ Manchester United ở cái thời điểm này. Đấy. Nhưng mà ngoài ra đấy thì trong cái buổi họp báo thì Rangnick cũng có nói một số ý là, như là cũng có một cái người hỏi về cái việc là ông có bình luận gì về những cái tin đồn liên quan đến lục đục nội bộ chẳng hạn. Đấy. Thì Rangnick cũng đã nói ngay là tình hình vẫn rất là bình thường, tôi chả bao giờ đọc những cái tin tức như thế. Đấy thì nói chung là cái này thì khi mà huấn luyện viên đã nói thế rồi thì chúng ta cũng coi như là cũng có thể một phần nào đấy gọi là yên tâm hơn về cái tình hình câu lạc bộ. Nhưng mà tất nhiên thì Rangnick là một con người, nhưng ta đã biết là những cái gì ông này nói trong lúc họp báo thì nhiều khi là nó cũng không không đáng tin cậy lắm, cái tính xác thực nó cũng không phải là quá là cao. Như là ông ấy bảo là sẽ cho Van der Beek đá chính này nọ thứ, thì cũng chả được vào sân, chả được đá chính các thứ đấy. Thì chung thì cái vấn đề lớn nhất của MU hiện tại thì thật sự là vẫn không thể nào lý giải nó là vấn đề gì, không thể nào chỉ ra cái điểm gọi là cái vấn đề to nhất của MU bây giờ là gì. Tại vì có bảo là lục nội bộ thì huấn luyện viên cũng đã bảo là không có lục nội bộ rồi, bảo là những cầu thủ không được thi đấu nhiều, bất mãn các thứ thì bây giờ cũng tống đi cũng cả đống rồi đấy. Cho nên là bây giờ cái vấn đề của MU thì cũng không biết nó nằm ở đâu. Thế thì Big Five thì theo em thì bây giờ nếu mà phải thay đổi một thứ ngay lập tức ở MU ở cái thời điểm hiện tại thì em muốn thay đổi cái điều gì? Nếu như mà được thay đổi một thứ em mua ở thời điểm hiện tại thì em muốn thay đổi cái thái độ của các cầu thủ, giống như là chúng ta phải thay đổi cái thái độ, như kiểu là các cầu thủ ra sân phải vì đội bóng, phải vì cái logo trên ngực áo chứ không phải là vì cái danh của họ hay là cái tôi cá nhân của họ. Đấy, họ phải đá theo cái kiểu như là họ phải phục vụ những cái khán giả, phải bỏ tiền đến sân, những cái khán giả như mình phải bỏ tiền truyền hình cáp ra để mình đóng tiền mỗi ngày để xem họ thi đấu mỗi tuần. Đấy, đấy, vì họ, vì chúng ta, vì những cái fan như là các cầu thủ đấy mới có danh tiếng, nên là
các cầu thủ nên đá vì cổ động viên, nên nên cần phải xem lại cái thái độ của mình, đừng có vì cái nhỏ nhặt mà hờn dỗi nhau xong rồi không tuân theo chiến thuật đấy. Đó là tôi muốn, em muốn thay đổi màu, em nghĩ là cái đó sẽ thay đổi màu ở thời điểm hiện tại. Thì bản thân anh thì cái điều anh muốn thay đổi nhất hiện tại thì chắc là cái vị trí đội trưởng của MU thôi, là cái người mà đeo cái băng đội trưởng mà ra sân hàng tuần. Thì chung là cái đấy là anh nghĩ là một trong những thứ mà nó có thể nó sẽ có cái tác động và cái hiệu ứng mạnh nhất và nhất thời nhất lên cái đội hình của MU hiện tại. Lucky, em thì em muốn thay đổi cái điều gì? Em thì đối với em thì nếu mà thay đội trưởng hay là thay bất kỳ một cái cá nhân nào thì em nghĩ là cũng không đem lại sự hiệu quả bằng một việc là thay đội chủ. Em nghĩ là MU cần phải thay đội chủ và đem những người chủ thực sự có tâm về về cái đội bóng này, để em nghĩ đó luôn là cái điều quan trọng nhất mà em suy nghĩ trong suốt vài năm vừa qua. Vấn đề lớn nhất của đội bóng này đối với em là những người chủ, người ta không thực sự có cái tâm. Và như em cũng đã nói là những Big Five của cha là Glazer out. Và như em vừa mới nói thì ở bên ngoại hạng Anh thì hầu như là đội nào thì người ta cũng có cái tài chính rất là tốt, và thực sự là đang ngày càng có rất nhiều đội người ta có những cái người chủ thực sự có tâm, và cái mục tiêu lớn nhất của người ta là về mảng bóng đá, chứ không phải là những cái yếu tố khác liên quan đến kinh doanh hay là thương mại hay là bất kỳ điều gì khác cả. Chúng ta thấy được Newcastle họ đã có những người chủ thực sự có tâm và họ sẽ phát triển mạnh trong vài năm sắp tới. Villa Everton mùa này họ cũng mua rất nhiều những cái cầu thủ chất lượng và họ cũng có một cái quyết tâm nhất định cho cái việc phát triển cái mảng bóng đá của họ để hướng đến thành công. Thì rõ ràng là em nghĩ là và những cái vấn đề đang xảy ra ở tại MU vào lúc này về những cái cầu thủ, về những cái thái độ của những cái cầu thủ hay là cái vị trí đội trưởng, như là cái mà anh cổ đỏ hay Big Five nói, nó xuất phát từ cái chính sách chuyển nhượng rất là vô lý của chúng ta. Và mua những cầu thủ người Anh, người ta có giá trị thương mại rất là cao với cái mức lương rất là cao, rất là khủng, với mục đích là để bán được nhiều áo hơn, để đem lại cái giá trị thương mại cao hơn, tạo ra những cái vụ nổ truyền thông lớn hơn với những cái bản hợp đồng có giá trị lớn. Thì rõ ràng em nghĩ là và cái việc định hướng của cái ban lãnh đạo câu lạc bộ này nữa cho những cầu thủ với việc là họ phải làm đủ KPI, phải tweet đủ những cái social media mỗi tuần thì nó cũng làm gọi là distract là gì nhá, nó làm ảnh hưởng đến cái phong độ của họ ở trên sân cỏ. Và nói chung là em nghĩ là cái vấn đề lớn nhất của MU là nhạc Glazers, và nếu như mà được thay đổi cái thì chắc chắn em sẽ thay đổi chủ cho đội bóng này. Giờ thì cá sấu, với tư cách là một cổ động viên tương đối là mới của MU, thì hiện tại đối với em thì em nghĩ cái vấn đề lớn nhất của MU là gì và em muốn thay đổi điều gì? Cho bác thì trong cái trận này thì em muốn đầu tiên đó là chúng ta phải chơi một cách ổn định, bởi vì là những cái trận gần đây là thường là hiệp 1 rất là hay, rồi cứ đến hiệp 2 hay là qua phút thứ 70 thì chúng ta đâu bị chùn xuống và không có được sự ổn định, không có được sự bình tĩnh của một câu lạc bộ lớn. Và chúng ta chống phản công cũng rất là tệ nữa, mà trong khi Southampton là một cái đội bóng rất là giỏi trong việc tận dụng sai lầm của hàng thủ, giống như là trận Tottenham á, là có được một cái pha lội ngược dòng rất là ngoạn mục. Và em muốn thay đổi luôn cái huấn luyện viên của những pha bóng cố định đó, trời ơi, không có được một cái tích sự gì hết luôn, vô hại, cực kỳ vô hại. Và một cái lần mà chúng ta có đá phạt hay gì là lúc nào cũng sợ bị phản công lại hết, và thực sự là em rất là sợ điều đó, cho nên là đó là những điều mà em muốn thay đổi ở câu lạc bộ. Cái vấn đề mà cái tình huống cố định của MU thì đúng là cũng rất là khó hiểu, khi mà chúng ta mang về một huấn luyện viên những cái tình huống cố định mà có vẻ là chúng ta đá càng ngày càng kém đi. Đấy, thì bây giờ thời lượng thì cũng chỉ còn khoảng 5 phút thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ đưa ra những cái dự đoán nhanh về cái tỷ số của trận đấu này. Đấy. Nói chung là đã có những cái bình luận bảo là hai trận đấu trước thì bạn Shipton thì đã đưa ra những cái dự đoán trước và có vẻ như là nó không mang lại may mắn lắm, thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với việc là để Lucky dự đoán đầu tiên xem là chúng ta thật sự có giành chiến thắng hay không. Thực sự thì em rất vinh dự là người dự đoán đầu tiên, và em luôn hướng tới sự tiến bộ so với những gì xảy ra vừa trước.
Vì thế thì em dự đoán kết quả 10-0 trong trận này. Đấy là đấy là không không từ từ. Đấy là dự đoán mong muốn, kỳ vọng. Còn dự đoán thực tế thì thật sự là chúng ta thấy Southampton là một đội bóng rất khó chịu. Họ cũng có quyết tâm rất là lớn khi bước vào trận đấu này nữa. Và cái phong độ của họ gần đây thì cũng khá là tốt. Tuy nhiên thì như Big Five mọi người cũng đã nói rồi, cái việc phòng ngự của họ nó có vẻ như đang là vấn đề lớn, nhất là khi phải gặp sức ép đến từ những cổ động viên của đội nhà nữa, khi trong những chuyến làm khách của họ thì mỗi trận họ đều thua 2 bàn trong một chuỗi trận gần đây. Thì em nghĩ MU hoàn toàn có thể tận dụng điều đấy để chúng ta có một cái trận đấu với nhiều bàn thắng, để có thể đem lại những cái sự tự tin quay trở lại với những cái cầu thủ trụ cột trên hàng tấn công của chúng ta. Và vì thế thì em nghĩ đến một tỷ số nhiều bàn thắng cho trận này. Em nghĩ đến tỷ số 3-2 cho MU hoặc 3-1. Đến Big Five, em thì muốn dự đoán tỷ số là bao nhiêu? Em thì cũng dựa theo cái thông số để mà dự đoán cái trận đấu này. Em đang nghĩ đến con số 2-1. Tại vì thật sự là MU thời điểm này thì nói bảo thắng thì cũng không thật hợp lý lắm. Nhưng mà mình muốn đội bóng mình thắng, nên là mình mới nghĩ đến cái tỷ số 2-1 thôi. Đấy, tại vì theo em tôi cũng là một đội bóng phòng thủ không tốt, nên là chúng ta hoàn toàn có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Nhưng mà em chỉ nghĩ đến một cái sự gọi là khiêm tốn thôi. 2-1 là kết quả cuối cùng của em. Ô, em thì sao? Em có cái dự đoán nó, tỷ số cái cách biệt nó lớn hơn một bàn không? Dạ, dựa vào lịch sử đối đầu của hai câu lạc bộ thì chúng ta đã bất bại 12 trận đối đầu và 6 thắng lợi gần đây nhất thì 4 trận là hòa rồi. Thì em đang suy nghĩ là em đang sợ là đây là một trận hòa, là chúng ta sẽ ghi bàn trước và chúng ta sẽ bị lội ngược dòng lại á, giống như là trận tốt nhưng mà sẽ không bị thua vì hòa, và em nghĩ là trận hòa 1-1. Nhưng mà trong thâm tâm của em thì em sẽ vẫn muốn là đội mình sẽ thắng. Khoảng 2-1 là em rất là hạnh phúc rồi ạ. Em nói thật, em gái khá to, em thật là trong lòng sợ lắm. Nói chung là với tư cách là fan MU thì đương nhiên là lúc nào chúng ta cũng muốn là MU giành chiến thắng thôi. Nhưng mà thực tế thì sẽ có những lúc rõ ràng là chúng ta chỉ xứng đáng hòa hoặc là thậm chí là thua bất kỳ với đối thủ nào. Đấy, thì bản thân anh thì cũng dự đoán giống như là Lucky là trận này chắc chắn là muốn thắng thì phải là lấy công bù thủ thôi. Thì chắc có thể là một cái tỷ số 3-2. Đấy, thì trận đấu này thì cũng diễn ra vào khung giờ tương đối là sớm, cho nên là cũng sẽ không gặp cái vấn đề là buồn ngủ là gì cả. Đấy, nhưng mà tất nhiên là trận đấu có nhiều bàn thắng thì nó cũng sẽ hấp dẫn hơn. Đấy, thế thì bây giờ thì thời lượng chắc là Big Five sẽ có video reaction đầu tiên nè, thì mọi người nhớ ủng hộ bạn ý nhá. Đấy thì Big Five và cá sấu nữa thì cũng sẽ có những cái video reaction đầu tiên, thì mong là các bạn hãy đón đọc đón xem. Đấy, thì bây giờ là hết cái phần bình luận trước trận đấu và dự đoán tỷ số trận đấu giữa Manchester United và Southampton vào ngày mai. Thì nếu như các bạn thích những content như này thì hãy tiếp tục like, share và subscribe cho kênh YouTube VDevils, cũng như là theo dõi VDevils ở trên Facebook và YouTube, và sau này thì sẽ có và cả Instagram nữa nếu có thể. Và sau này thì bọn mình cũng sẽ phát triển thêm những cái nền tảng khác nữa, như là TikTok và những cái nền tảng mạng xã hội khác. Đấy, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Mãi cháy. Cháy. Mãi cháy.